Chào tất cả anh em, cũng vừa trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ để anh nghe một cậu chơi, và quan trọng là một cách chơi và cách soi địa phương điểm xứ màu ở chơi này con và xỉu cái bài thưởng hiện nay. Nếu như anh em áp dụng đúng những cái cách này, cái lối chơi này sẽ cực kỳ hiệu quả luôn đấy, có tỷ lệ chiến thắng sẽ cực kỳ là cao, để giúp anh em có thể mang về một số lãi cực kỳ lớn luôn anh em ơi. Hiện tại trong tất cả cái bộ môn game bài ở hiện nay đều là có cái điểm so sánh vào, đúng không? Ví dụ như là anh em chỗ này nó là sinh vào một này, sinh vào một, sinh vào hai, và sinh vào ba, đúng không? Cũng có ba điểm sinh vào này, anh em sẽ tính được ra là cái điểm sinh vào này, điểm sinh vào một chúng ta sẽ có là 5, đúng không? Chính rồi, hai đó là 4, chính rồi nó là 2 đi. Thì chúng ta có việc gì cho ba cái điểm chính ngầu này? Thì ba cái điểm chính ngầu này sẽ là cái quan cái điểm để anh em sẽ tính vào. Ví dụ anh em sẽ lấy vào câu và chính ngầu 1 cộng chính ngầu 3, được chưa? Bỏ qua chính ngầu 2. Đó, được chưa? Thì chúng ta sẽ có chính là 5 cộng 4 a. Và chúng ta sẽ có cả là 7. 7 nó thuộc là cái điểm lẻ, đúng không? Thì suy ra chúng ta sẽ bắt gặp tài rất đơn giản như vậy thôi, được. Và ví dụ tiếp tục xí vào một nó sẽ là 6, xí vào nó sẽ là 4, thì chúng ta cũng có 10, 10 là điểm chẵn thì chúng ta sẽ bắt chúng và vào xỉu nhau, rất đơn giản thôi. Em chỉ cần là áp dụng đúng cái phương pháp này thì nó sẽ mang lại cái độ chính xác cũng như cái độ hiệu quả cực kỳ là lớn. Nếu như mà anh em mang về thì sẽ lại ví dụ là 10 lên 20 củ đấy, rất là dễ ưa, hoặc là cũng 23 muốn đều được anh em nhé. Từ mức vốn anh em có thể là 10 mà đến mức vốn trung bình anh em muốn to hơn đến cái đến 10 củ mà rồi mới lên là 20M thì nó chỉ ở trong vòng khoảng 5 tay đổi lại thôi. 5 tay đổi lại đấy là cách chi vốn 2 củ một tay của mình. Và còn trong trường hợp anh em mà gặp phải ví dụ như là ở 10 củ này anh em gọi là pha lên gọi là 20 củ thì anh em cứ đi tầm 2 củ một tay đấy, 2 củ một tay, hoặc là nếu với 5 tay, còn nếu anh em muốn chơi lâu thì anh em cứ 10 của anh em pha, ví dụ muốn chơi lâu 10 tay thì anh pha một củ một tay cho mình, được chưa? Đấy, để tôi chắc chắn là mình muốn như vậy thì kiểu gì là kiểu anh em cũng sẽ hút lớn cho luôn, chứ không bao giờ có chuyện là thua như ngày trước nữa anh em. Bây giờ là có công thức chơi và cách đi vốn rồi thì anh em sẽ không bao giờ gọi là gặp phải cái trường hợp thua tha đấy anh em. Tiếp tục và chúng ta sẽ có ví dụ tiếp tục một cái kết quả nữa và 4 cộng với 3 đây và chúng ta sẽ có là 7 điểm lẻ, đúng không? Các em bắt vào cho mình có tài và đây là những cái tiến trình thật anh em nhé. Để biết được cái số điện thoại của nó ngày hôm nay ấy, thì anh em cần quan sát tầm 2 đến 3 tay, 2 đến 3 tay đầu, ba tay đầu để xem xu hướng của đấy hôm của nó hôm nay chạy là gì, xu hướng của nó hôm nay chạy là nghịch thì nó sẽ có một xu hướng hôm nay chạy thuận thì chúng ta sẽ bắt phải thuận, được chưa? Anh em tự tin công thức của mình, đây là ba cái tay mình bắt được là nó chạy thuận anh em nhé. Còn đây chạy nghịch thì cũng là tính như thế thôi, cũng là xính vào một thuận xính vào ba thì chúng ta sẽ có là ví dụ bốn này cộng với năm đi, và chúng ta sẽ có 9 và điểm lẻ, đúng không? Thì chúng ta sẽ thường thường nhìn bắt là tài, nhưng không tiện nghịch thì không có tài nữa, mà cái điểm lẻ này chúng ta sẽ bắt còn xỉu anh em nha. Đó. Bây giờ thêm một tài nữa, và ví dụ là 4 cộng dưới 2 chúng ta có là 6 thì cái điểm này điểm chẵn, đúng không? Điểm chẵn thì suy ra cái này nó sẽ không về xỉu nữa, nhận định chúng ta sẽ bắt vào tài. Anh em đã hiểu chưa?
Thế vì thế khi mà anh kịch bao bên đầu ấy, thì sale sẽ thường thường là 2 cái chạy nghịch thôi, và trong một phiên đấy anh cứ chạy nghịch theo đều hoặc là tính ba cái đầu thì 2 cái chạy thuận thôi, thì anh em bắt thuận theo đều như sao rất là dễ. Nên là vì thế anh em cứ tính toán kỹ cho mình khi mà gặp phải những trường hợp, gặp phải những cái điểm chuông, gặp phải những cái điểm và điểm xí cầu, anh em chỉ cần tính đúng kết quả số 1, số 2 thì ra tài, anh ta ra lệnh anh bắt đầu tài thôi. Nói chung bắt tính xỉu ra xỉu à, bắt tính ra chẵn thì chúng ta sẽ bắt về xỉu cho mình bây giờ rất là tự tin với công thức về luôn. Và tiếp tục cũng sẽ thêm một công thức và một tay nữa, 6 cộng với 6 bằng 12, đó là cái điểm chẵn đúng không? Thì anh em bắt sẽ bắt vào cho mình con tài đang theo xu hướng là chạy nghịch phải đúng không? Nên là vì thế anh em nên nhớ là khi mà kết quả dù có như thế nào chăng nữa thì khi mà mình đã ra được kết quả cuối rồi thì anh em phải tự tin và đi vốn đề tay hoặc là anh em đi ngay khoảng 5 tay thì em nghỉ được chưa, khoảng là tầm 10 tay đổ lại rồi chơi như thế thôi, đấy là quá là dài rồi, không được chơi quá lâu nha, sẽ bị đổ cầu ngay. Thế là vì thế anh em tự tin là đi lúc đề tài để đặt ba tướng sẽ nghịch này, để tướng sẽ nghịch anh em nha, ở đây tướng điện thoại này. Nhưng mà thực tế khi mà tướng ba tới đầu xem xu hướng nào thì anh bắt nguyên hướng đấy là ok, là đôn này anh em nha. Và khi mà soi thì em chỉ cần là soi cái điểm cuối này, coi cái điểm cuối này không đấy, nó có một thì chỉ soi một và bỏ cái quả đầu đi là được anh em nha. Mà có theo cái dây ví dụ như là 1 này, 3, 5, 7 và 9 là cái lượng lẻ anh em nhé. Đây là 0 này, 2, 4, 6 và 8. Thì cái điểm chạm anh em nhé. Là vì thế đây con số và anh em lên soi là được làm đây, chạy là lẻ ở đây. Có nhiều thì nghĩa là hay nhầm lẫn chẵn là lẻ, nhưng mà bắt là sai hoàn toàn. Vì thế nó cứ nhớ kỹ và ghi rõ ra tới điện thoại gặp một cái trường hợp này không gặp thẳng thì anh em sẽ dựa vào đây anh bắt là ok ngay anh em nha. Ok anh em, thì đây là một cái công thức chơi và công thức tính cái bộ so sánh ngầu của mình cực kỳ là hiệu quả. Nếu như mà anh em tham gia là chơi cũng có xỉu anh em cứ thế áp dụng một công thức này vào là cực kỳ lắm chuẩn xác cũng như là tuyệt đối anh em. Là vì thế anh em tự tin tham gia vào cũng là xỉu, cũng được thiếu được cách tính số nghèo này rất cực kỳ là chuẩn luôn. Ok thì mình sẽ kết thúc video đây, chào tất cả anh em và người bye bye anh em nhé.